Đây là video được quay bằng chiếc máy iPhone 13 Pro Max ở chế độ Cinematic. Các bạn thể thấy ở đây. Đây là video được quay bằng máy ảnh Canon 6D kèm với ống kính 85mm f1.8 USM. Như các bạn thấy ở đây, tóc và áo của mình sẽ bị lẹn như khi quay bằng iPhone. Xin chào bạn, mình là Ngọc Thắng đến từ máy ảnh của Hà Nội. Trên tay mình ở đây là một chiếc Canon 6D và như các bạn cũng đọc tiêu đề của video là hướng dẫn làm sao để quay phim bằng 6D đúng không? Thì mình sẽ ở đây sẽ giúp bạn quay phim bằng chiếc Canon 6D này ở chất lượng tốt nhất có thể với những setting đơn giản, dễ hiểu, hiệu quả từ cơ bản đến chi tiết để các bạn có thể sử dụng luôn nhé. Và đây là những phần hướng dẫn ở trong video này. Ok, và chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của bài hướng dẫn này. Đó chính là phần kích hoạt chế độ quay phim và hiểu qua tổng quan về cái menu quay phim của chiếc Canon 6D mình đang có ở đây. Đầu tiên để kích hoạt chế độ quay phim, chúng ta sẽ gạt xuống cái phần đỏ đỏ này, có hình quay phim ấy, hình máy quay phim. Gạt xuống. Đó, máy sẽ tự động mở live view lên cho các bạn. Ok, để hiểu qua phần menu chúng ta sẽ bấm vào nút menu ở đây. Các bạn vào đây thì sẽ có rất nhiều menu đúng không? Nhưng các bạn chỉ cần quan tâm đến hai cái menu này giúp mình thôi. Đầu tiên là hai cái menu có cái biểu tượng hình ảnh lồng với cái máy quay này. Đó, nhỏ nhỏ ở đây này. Đó, hai cái này thôi. Hai cái này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình quay phim của các bạn. Ở menu đầu tiên chúng ta sẽ có AF Mental. Đó, thì chúng ta sẽ có Felix Zone AF, Live Mode hay Quick Mode. Cái này mình sẽ nói rõ và chi tiết ở phần sau của bài hướng dẫn nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ có Silent Live View Shoot. Đó, có là khi các bạn quay phim mà các bạn vừa muốn chụp ảnh cái khoảnh khắc đấy luôn thì nó sẽ có cái phần Silent Mode này. Thì khi chụp cái màn chập nó dập xuống ấy thì nó sẽ không bị quá to. Đó, ví dụ mình thử để mode 1 nhá. Đây, mình bấm quay này. Đó, nó vẫn hơi to đúng không? Bây giờ mình để disable nhá thì nó sẽ kêu rất to. Tiếp đến chúng ta sẽ có phần metering timer, có là thời gian đo sáng. Tiếp đến chúng ta sẽ có phần Hue display, có là cái phần hiển thị mấy cái đường kẻ trên màn hình á, để các bạn thể dễ dàng căn kẻ bố cục hơn á. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có 3x3, 6x4 hay là 3x3 nhân đường chéo nữa. Đấy, ví dụ mình thử để cái phức tạp nhất nhìn nó nguy hiểm nhất đi. Đây đó, thì sẽ nó ra như này. Đấy, màn hình nó sẽ có rất nhiều thứ đường kẻ ở trên này để các bạn thể xem căn kẻ bố cục cho dễ. Tiếp đến chúng ta sẽ có phần sound recording, có nghĩa là tất cả cái tùy chỉnh cài đặt về âm thanh thì các bạn sẽ vào phần sound recording này nhá. Mình cũng sẽ nói rõ hơn về phần sound recording này ở phần sau. Ok, và chúng ta sẽ đến với tiếp là phần movie resize này, có nghĩa là các bạn điều chỉnh được cái kích cỡ và chất lượng độ phân giải của cái video các bạn cần. Đó, rất nhiều cái ý nghĩa của ALI hay là IPB hay là IPA cơ, thì nó là một số cái nó khá là linh tinh và phức tạp. Thường thì những người dùng bình thường thì sẽ không quan tâm đến cái này. Cái này đa phần dành cho những người dùng chuyên nghiệp thôi. Thì về cái vấn đề này mình sẽ nói ở một video khác nhá. Tiếp đến, vì con này là một con máy gọi là cũng có thể gọi là chuyên nghiệp đi, thì nó cũng có một phần cũng khá là lằng nhằng phức tạp, đó chính là phần timecode này. Cái phần timecode này thì lại chủ yếu dành cho người chuyên nghiệp và nó có tác dụng chủ yếu là giúp những người chuyên nghiệp có thể edit video, workflow người ta có thể nhanh hơn. Thì mình cũng xin phép dành riêng một video để nói về cái phần timecode này nhá. Đó, cái phần này cũng khá là dài. Tiếp đến là phần video snapshot, thì cái này cũng khá là vô dụng. Thì khi các bạn bật cái này lên ấy thì nó sẽ cho các bạn quay những video ngắn trong khoảng 4 giây. Đấy, thì các bạn có thể tập hợp thành một album, gọi là kiểu quay video chơi chơi vui vui ấy, thì mình thể dùng cái này. Nhưng bình thường thì ít người dùng, người ta thể edit bằng phần mềm hoặc là bằng điện thoại mà. Đến với phần tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt chất lượng của video. Chúng ta lại bấm vào menu này. Thì phần cài đặt chất lượng mình đã nói ở đầu rồi, đó chính là nó có cái tên là Movie Resize ở đây. Thì cứ bấm vào thì nó sẽ có 120x1080 30 frame ở 3 frame rồi ở các định dạng khác nhau. Đó. 24 frame, đó, rất nhiều. 120x720, 1280x720. Đó, cái này thì tùy chọn theo cái sở thích của các bạn thôi, thường thì mọi người luôn luôn để ở cái phần cao nhất.
đây chúng ta sẽ có thông tin là độ phân giải này, frame rate này và cái thời gian có thể quay một lần. Tiếp đến chúng ta sẽ đến một phần khá quan trọng, đó chính là chế độ quay phim. Thì cũng như chụp ảnh, chúng ta sẽ có chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp, chỉnh tay. Chúng ta cũng sẽ có chế độ chụp ảnh tự động. Thì quay phim cũng thế, quay phim có chế độ quay phim tự động hoàn toàn, quay phim tự động một phần và quay phim chỉnh tay hoàn toàn. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chế độ quay phim tự động hoàn toàn nhé. Thì cái máy 6D này, các bạn chỉnh các chế độ đấy cũng giống như các bạn chỉnh chế độ chụp ảnh ấy. Thì chúng ta sẽ có những cái chế độ như kiểu A cộng hay là CA hay là SN trên cái vòng xoay chỉnh thông số này. Thì khi các bạn quay về những chế độ đấy thì nó sẽ tự động hoàn toàn luôn cho các bạn. Đó, nó sẽ tự động hoàn toàn luôn, các bạn gần như không chỉnh được cái thông số gì cả, chỉnh sáng cũng không được. Đó, hay là bây giờ đến với chế độ tự động một phần nhá. Thì các bạn với chế độ tự động một phần thì các bạn có thể chỉnh được độ sáng tối của video khi mình quay phim, còn tất cả các thông số còn lại như khẩu độ, tốc độ ISO thì cái máy nó sẽ tự động chỉnh cho các bạn. Để kích hoạt chế độ đấy thì chúng ta xoay về các chế độ như là P, TV, AV. Đó, như cái chế độ này thì các bạn chỉnh được duy nhất đó chính là thanh cộng trừ EV ở dưới này. Đó, các bạn có thể chỉnh xoay lên xoay xuống giống như cộng trừ bù sáng ấy. Đấy thì nó sẽ chỉnh được sáng tối của video. Đó, và cuối cùng là cái chế độ chỉnh tay hoàn toàn khi quay phim, thì chúng ta xoay về chế độ M trên vòng xoay chỉnh chế độ nhé, xoay về chế độ M này. Đấy, lập tức ở trên màn hình nó sẽ hiện lên các thông số như tốc độ, khẩu độ và ISO. Và cái này cũng đơn giản, y như khi các bạn chụp ảnh, các bạn cũng xoay bằng các núm xoay như các bạn dùng để chụp ảnh nhé. Xoay vòng xoay ở trên và chúng ta sẽ chỉnh được tốc độ. Đó, xoay vòng xoay ở dưới là chúng ta sẽ chỉnh được khẩu độ. Đó, muốn chỉnh ISO thì đơn giản, chúng ta bấm nút ISO và xoay y hệt như khi chỉnh chụp ảnh, rất đơn giản. Ok, tiếp đến chúng ta sẽ đến phần chế độ lấy nét khi quay phim. Chúng ta sẽ bấm vào nút menu này. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có AF Mental. Đó, thì các bạn sẽ tùy chỉnh. Ví dụ như phần Felix Zone AF này thì chúng ta sẽ làm được gì? Đó chính là chúng ta sẽ khi các bạn vào đây này, đó các bạn sẽ tùy chỉnh điểm lấy nét ở trên màn hình, ở trên hình màn hình hiển thị được. Ví dụ nhá, mà các bạn có thể di chuyển thoải mái. Đó, ví dụ mình muốn di chuyển sang cái máy ảnh này, này. Đó, thì cái điểm lấy nét sắp tới mình bấm giữ lấy nét nó sẽ cho lấy nét ở đó. Đó, hay muốn xoay về cái điểm ở giữa này, mà cái máy ảnh ở giữa này thì mình cũng làm thế. Đó. Còn một cái nữa, đó chính là cái hình mặt cười cộng cái line mode này. Có là nó sẽ tự động nhận diện khuôn mặt của người và khi các bạn bấm lấy nét thì nó sẽ lấy nét theo đấy nhá. Và cuối cùng là cái quick mode này, thì cái này khá là vô dụng. Mình khuyên là các bạn không nên dùng ở chế độ quay phim này. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với phần cài đặt âm thanh của máy. Chúng ta bấm lại menu này, sang menu thứ hai chỗ này này, nó sẽ có phần sound recording. Ở phần đầu tiên chúng ta sẽ có sound record, nó gọi là chế độ thu âm của máy. Thì chúng ta sẽ có auto tự động hoàn toàn, manual gọi là chỉnh tay, disable gọi là bạn tắt đi luôn, máy sẽ không thu âm luôn. Đó, các bạn để auto thì máy tự động thôi. Các bạn để manual thì các bạn sẽ điều chỉnh được gì? Điều chỉnh được cường độ âm thanh khi mình muốn thu âm. Điều chỉnh cường độ âm thanh thì nó sẽ điều chỉnh ở phần Rec Level này. Các bạn bấm vào đây, các bạn này di chuyển bằng phím sang trái sang phải này. Đó, nhưng mà làm sao để biết là âm thanh mình điều chỉnh chuẩn chưa mà mình không muốn phải tháo thẻ nhớ ra? Thì các bạn để ý dưới này nó có một cái thanh này, đó, có chữ Left Right này, có phần dB ở trên này. Cái thanh này là chỉ cường độ âm thanh khi thu vào máy ảnh nhá. Thì khi các bạn nói quá to ạ,
thì nó sẽ hiện lên vạch đỏ. Các bạn nói quá nhỏ ha, thì nó sẽ ở vạch trắng. Ví dụ mình nói nhỏ nhá, bên mình nói rất nhỏ này, bên mình nói mức bình thường này, đấy hiện lên vàng này. Bình mình thử hét lên nhá, thì nó sẽ hiện lên mức đỏ và nghe rất chói tai. Bên mình hét lên này, đấy, hét lên này. Điều chỉnh cái này to lên một tí nhá, nó thu âm mạnh hơn nhá. Đấy, bây giờ mình nói to này, đấy nó sẽ chạm vạch đỏ ngay. Thì cái này mình có thể điều chỉnh nhá. Ví dụ âm thanh quá nhỏ thì mình điều chỉnh tăng cái này lên, âm thanh quá to mình điều chỉnh giảm cái này xuống, và dựa theo cái phần rec level này. Tiếp đến phần cuối cùng đó chính là wind filter, đó là lọc gió hay lọc ồn xung quanh. Thì các bạn có thể để enable khi các bạn ở ngoài trời và thu âm trực tiếp bằng mic của máy này đó. Nếu mà các bạn ở thu âm bằng mic rời thì tắt hết cái này đi, bởi vì cái này là máy nó lọc và lọc bằng điện tử, nó không được chuẩn xác cho lắm. Thứ hai là khi các bạn ở trong phòng tĩnh không có âm thanh gì thì cũng tắt nó đi, thì cho âm thanh nó không bị rè, không bị nhòe, không bị nhiễu khi có cái wind filter này can thiệp vào. Ok, và đến phần cuối cùng đó chính là chỉnh màu của video khi quay. Thì bằng cách nào? Chúng ta bấm vào nút Q này. Đó, nút Quick Menu mà, nút menu nhanh. Thì các bạn sẽ thấy ở phần này nó sẽ có phần White Balance và phần Picture Style. Hai phần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc của video, cũng giống y hệt như chụp ảnh. Đó, mình có thể để footage ở từng cái ở đây nhá, để cho các bạn dễ hiểu, dễ hình dung. White Balance thì nó sẽ tùy thuộc vào từng môi trường ánh sáng và màu sắc các bạn muốn ra thôi. Được cái con Canon 6D này, các bạn sẽ chỉnh được nhiệt độ màu ca trực tiếp luôn. Đầu tiên đến với cái phần setting để bạn có thể quay đẹp hơn, thì mình sẽ ưu tiên là nó ở những chế độ chỉnh tay hoàn toàn nhá. Thì mình sẽ cam được nhiều thứ hơn. Đầu tiên chúng ta xoay về chế độ mờ này. Đó, chúng ta bấm vào menu này, và chúng ta vào phần cài chất lượng đầu tiên. Các bạn cứ để cái phần ok cái đầu tiên đi. Đó, bật cái này xuống đi cho bớt rối, 3x3 thôi. Sound recording thì mình sẽ để đó, như mình nói ở đây thì nó khá là ok rồi. Mình sẽ tắt hết mấy cái này đi. Ok, tiếp đến công phần nữa, nếu bạn muốn màu sắc ăn liền thì chúng ta sẽ vào phần menu này, chúng ta chỉnh về đặc biệt là quay người nhé, thì để portrait nhé. Đó, đây là để quay ăn liền nhé. Mình vừa để 30 frame nên mình sẽ để cái số frame nhân đôi là 60 tốc độ ở đây. Đó, mình sẽ lấy nét vào chủ thể. Đó, sau khi mình chỉnh hết tất cả thông số ấy rồi, đó, rồi mình sẽ bấm quay. Đấy, ok. Còn một cái chế độ nữa là các bạn dành cho những bạn nào mà có khả năng hậu kỳ video rồi. Thì tuy là máy này không có Canon Lock thì chúng ta vẫn có thể dùng một cái Picture Style. Bản chất Canon Lock nó cũng chỉ là một cái Picture Style thôi. Đó, thì chúng ta chuyển về cái Neutral nhá. Đó, cái Neutral là màu trung tính nhất để chúng ta có thể chỉnh. Bấm vào Info. Ở đây thì các setting thì các bạn cứ để về không hết là ok nhất. Đó, để về sau có thể dễ ok. Và chúng ta bấm quay.
Vừa rồi là video hướng dẫn làm sao để có thể quay phim bằng chiếc Canon 6D này. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích tới các bạn, hãy để lại một like, một subscribe dành cho máy của nội để chúng mình có thêm nhiều động lực làm thêm những video hướng dẫn bổ ích tiếp tới các bạn nhé. Ngoài ra hãy bấm vào nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhanh nhất có thể. Mình là Ngọc Thắng tới từ máy của nội. Cảm ơn các bạn đã xem video này.